Chào các mẹ, hôm nay em xin giới thiệu với các mẹ quần tập bò bỉm Good Mama, loại mới ra của công ty em đấy ạ. Hàng rất là dày dặn, có rất nhiều mẫu mã, có size từ dành cho bé từ 5 cân đến 15 cân các mẹ. Size là 80, 90, 100 và 110 cho bé từ 5 đến 15 cân các mẹ nhé. Bên em đang có chương trình sale giá 60.000 còn 45.000, mua 10 tặng 1 cộng free ship ạ. Các mẹ mua chỉ cần inbox với em là bé trai bé gái, bên em sẽ nhặt các mẫu đẹp cho con nhé. Đây có rất nhiều mẫu đẹp luôn. Quần này được bo chun cẩn thận này. Vải là 100% cốt tông mềm mịn thoáng. Quần đây có may vòng đùi ôm rất là vừa vặn. Nếu với cái những bé mà đùi to hoặc bụng to thì các mẹ nên lấy tranh một size các mẹ nhé. Có rất nhiều mẫu đẹp đấy ạ. Quần này thì phù hợp cho con dùng ban ngày ấy. Các mẹ muốn thả rông cho con ấy, không muốn đóng bỉm giấy nhiều, đặc biệt là khi trời nắng nó bị hăm ấy, thì các mẹ dùng quần này rất là tiện. Các mẹ có thể giặt này để sử dụng lại nhiều lần. Đấy, màu rất là đẹp. Đây để em mẹ xem nhé, vải 100% cốt tông, mặc rất là mát, không bị hăm bí. Đây là lớp vải bên trong tiếp xúc với da bé là vải xô ấy. Quần này rất phù hợp cho con dùng ban ngày. Còn ban đêm em xin giới thiệu với các mẹ một dòng gọi là bỉm vải siêu chống tràn Good Mama các mẹ. Hàng này công ty của em bán là trên thị trường rất nhiều, có hai size, size M và size L. Size M cho bé từ 3 đến 15 cân. Size L cho bé tầm từ 10 đến 18 cân các mẹ. Đấy, đây là lớp bên trong là lớp vải sơ tre và microfiber để thấm hút ấy. Đây là lớp vải chống bám bẩn đấy ạ. Khi mà con tè thì từ cái lớp này các mẹ sẽ nước nó sẽ thấm hút xuống cái miếng lót. Và lớp vải tiếp xúc với da bé nó sẽ khô, nó sẽ giúp cho con không bị hăm bí. Và riêng cái bỉm vải siêu chống tràn này thì nó sẽ trữ được nhiều nước hơn, thì con rất phù hợp với các mẹ dùng cho con vào ban đêm. Các mẹ cần mua size bao nhiêu inbox với em nhé. Hiện tại như bộ bỉm đêm này là 155.000 một bộ, gồm một vỏ quần và một miếng lót. Các mẹ mua nhiều bên em có chương trình sale đấy ạ. Các mẹ cần hãy liên hệ với em số 0949 806 812 các mẹ nhé. Em có dùng Zalo và hỗ trợ các mẹ 24/24. Cảm ơn các mẹ rất nhiều.